Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để nói về cái việc mà cái bản cập nhật iOS 24. Bữa giờ mình thấy cũng có một vài bạn hỏi về cái việc là bản cập nhật iOS 24 thì có gì mới các bạn. Thì trước mắt mình sẽ nói sơ bộ về cái việc mà cái bản cập nhật sắp tới đây, tức là sau cái thị trường chuyển nhượng mùa hè các bạn. Thì mình thấy là sau thị trường chuyển nhượng mùa hè hình như là sẽ có một bản cập nhật vào tầm khoảng tháng 8 hay sao đó các bạn. Đó thì ở đây thì mình nghĩ là ở cái bản cập nhật mà gần nhất sắp tới thì nó chủ yếu là cập nhật chỉ số tăng giảm, hoặc là nó sẽ xóa bớt những cái cầu thủ mà giải nghệ hoặc là không còn thi đấu ở đỉnh cao nữa các bạn. Thì ở đây mình sẽ đưa ra một số dự đoán về các cầu thủ tăng giảm chỉ số, và các cầu thủ này có cái sự thay đổi câu lạc bộ thi đấu các bạn, và đã được xác nhận ở trên Transfermarkt các bạn. Chứ mình không lấy thông tin là dự đoán sắp sửa hoàn tất hợp đồng gì đó, thì mình chỉ lấy ở đây là thấy thông tin chính xác ở trên cái trang Transfermarkt các bạn. Ok, đầu tiên trong danh sách các cầu thủ mà mình dự đoán tăng giảm chỉ số trong bản cập nhật tới, đó chính là Hausam Aouar. Cái cầu thủ này hơi khó đọc tên các bạn. Thì cầu thủ này được chuyển từ Lyon tới AS Roma theo dạng chuyển nhượng tự do các bạn. Và mình thấy cầu thủ này thi đấu có vẻ cũng khá tốt, và anh đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Và mình nghĩ là chỉ số cầu thủ này có thể sẽ tăng lên 2 khi gia nhập câu lạc bộ Roma các bạn. Rồi, cầu thủ thứ hai chính là Baum Gastner. Đây, cầu thủ này được chuyển từ Hoffenheim đến câu lạc bộ RB Leipzig với giá trị chuyển nhượng là 24 triệu euro các bạn. Và mình nghĩ cầu thủ này cũng sẽ tăng được một chỉ số các bạn nếu mà chuyển đến RB Leipzig. Đây, cầu thủ tiếp theo đó chính là Josh Bellingham các bạn. Một người em của cầu thủ khá nổi tiếng hiện tại đó chính là Jude Bellingham. Tuy nhiên là cầu thủ này cũng có cùng cái xuất thân câu lạc bộ là Birmingham giống người anh của mình. Tuy nhiên là giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này có vẻ khá khiêm tốn so với người anh của mình khi được chuyển đến câu lạc bộ Sunderland với giá là 1,75 triệu các bạn. Và mình nghĩ cầu thủ này trong tương lai có thể sẽ tăng được hai chỉ số các bạn, là từ 58 đến 60 nha. Rồi, tiếp theo đó chính là Benjamin Sacco các bạn. Benjamin Sacco là một cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Sunbird các bạn, RB Sunbird, và đang được chuyển sang RB Leipzig với mức giá chuyển nhượng là 24 triệu euro luôn các bạn. Đây, cầu thủ này thì mình thấy có khả năng là cầu thủ này sẽ tăng lên là 70 các bạn. Chiều cao cầu thủ này cũng khá ấn tượng đối với một tiền đạo, đó là 1m94 các bạn, khá ấn tượng nha. Rồi, tiếp theo là Benjamin Tahirovic. Cầu thủ này thì ở bản cập nhật, ở bản DOS hiện tại thì vẫn chưa có hình ảnh thực tế của cầu thủ này, và mình cập nhật cái hình ảnh thực tế của cầu thủ này khi mà gia nhập câu lạc bộ Ajax từ Roma luôn các bạn. Và mình nghĩ cầu thủ này có thể sẽ được tăng hai chỉ số, từ 58 lên 60 nha. Rồi, đây một cầu thủ quá quen thuộc với những ai yêu hâm mộ bóng đá rồi, Karim Benzema. Anh vừa cập bến với câu lạc bộ Al-Ittihad ở giải Saudi Pro League các bạn, theo cái dạng chuyển nhượng tự do. Và mình nghĩ là khi đến đây có thể là chỉ số của anh sẽ giảm đi một hai chỉ số, nhưng mà ở đây thì mình sẽ dự đoán theo hướng là chỉ giảm một chỉ số các bạn. Mình thấy Ronaldo mà từ 86 một khi qua đó bây giờ nó chỉ còn có 83 các bạn, rất là đáng tiếc luôn. Rồi, kế đến đó chính là Cesar Buet các bạn. Cesar Buet, một cầu thủ, một cựu cầu thủ Barca các bạn. Anh này là đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Inter Miami và sẽ là trở thành đồng đội của Messi một lần nữa các bạn. Đây, mà mình nghĩ là chỉ số cầu thủ này có thể cũng sẽ giảm từ 81 xuống chỉ còn có 80 các bạn. Vì thứ nhất là anh đã không còn thi đấu ở các câu lạc bộ đẳng cấp châu lục nữa rồi, và cái tuổi của cầu thủ này có vẻ nó cũng hơi cao rồi các bạn. Ok, kế đến đó chính là Alessandro Catena.
Cầu thủ này được chuyển từ câu lạc bộ Vallecano sang Osasuna các bạn, theo một dạng chuyển nhượng tự do luôn. Và cầu thủ này thì mình cũng không biết nhiều về cầu thủ này, nhưng mà mình nghĩ là khi được chuyển sang câu lạc bộ mới thì có thể là cầu thủ này cũng là một người thi đấu khá hay các bạn. Và mình dự đoán là cầu thủ này sẽ tăng một chỉ số là 72 nha. Edin Dzeko các bạn, cầu thủ này thì cũng không có ai xa lạ với những người mà hâm mộ bóng đá nữa đây. Và ở cái tuổi xế chiều của mình các bạn thì Edin Dzeko có thể sẽ không phải có thể các bạn, là sẽ chuyển sang câu lạc bộ Fenerbahce các bạn. Anh sẽ không còn thi đấu cho Inter nữa. Và mình nghĩ thì cái chỉ số của cầu thủ này có thể cũng sẽ giảm xuống chỉ còn 77. Mình đoán chỉ giảm 1 thôi bạn. Cũng có thể là nhà phát hành nó sẽ giảm 2 luôn. Thì còn tùy ha. Rồi. Cái đến là Frank Garcia, một cầu thủ từ câu lạc bộ Vallecano và vừa được ký hợp đồng với câu lạc bộ Real Madrid. Mức phí chuyển nhượng là 5 triệu euro các bạn. Và mình nghĩ cầu thủ này có thể sẽ trong tương lai thì sẽ tăng lên một chỉ số đó là 72 nha các bạn, từ 71 lên 72 ha. Ok. Kế đến là Ingo Rui de Galarista các bạn. Một cầu thủ thuộc biên chế Mallorca và anh được chuyển đến câu lạc bộ Athletic Bilbao các bạn với theo dạng chuyển nhượng tự do. Và mình nghĩ cầu thủ này trong tương lai cũng sẽ tăng được một chỉ số từ 68 lên 69 nha. Rồi. Alessandro Grimaldo các bạn. Cầu thủ vàng duy nhất của câu lạc bộ Benfica và bây giờ anh đã chuyển sang Leverkusen để thi đấu các bạn theo dạng chuyển nhượng tự do luôn. Và mình nghĩ là cầu thủ này thi đấu cũng khá tốt trong năm vừa rồi, và cái việc mà cầu thủ này tăng một chỉ số là hoàn toàn xứng đáng. Mình dự đoán là cầu thủ này sẽ tăng từ 80 lên 81 nha. Rồi, đây IK Gundogan, đội trưởng của câu lạc bộ Man City, vừa giành cú ăn 3 với Man City chưa lâu và bây giờ anh đã chuyển sang câu lạc bộ Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do. Và mình nghĩ là với những gì mà anh vừa thể hiện trong thời gian qua thì việc anh tăng lên một chỉ số là hoàn toàn xứng đáng các bạn, 80 lên 81 nha. Ok. Henry Trau các bạn, một cầu thủ thuộc câu lạc bộ Rennes và anh được chuyển tới Real Sociedad theo dạng chuyển nhượng tự do. Và mình nghĩ là cầu thủ này sẽ tăng lên được một chỉ số các bạn. Tiếp theo đó là James Maddison. Mặc dù Leicester đã xuống hạng, tuy nhiên là James Maddison đã được câu lạc bộ Tottenham đưa về với mức giá là 46,3 triệu euro. Và mình nghĩ là với cái những gì mà cầu thủ này đã cống hiến cho Leicester cũng như là thể hiện trong màu áo Leicester thì cái việc cầu thủ này tăng lên một chỉ số là hoàn toàn xứng đáng. Và nếu mà tăng lên một chỉ số đồng nghĩa với việc là James Maddison sẽ được chuyển từ thẻ xanh sang thẻ vàng các bạn. Ở đây mình dự đoán là cộng 1 nha. Ok. Rồi, cầu thủ tiếp theo, Jude Bellingham. Đây là cầu thủ hiện tại đang có mức giá chuyển nhượng cao nhất của cầu thủ xuất thân từ Birmingham. Nếu mà không lầm thì mình đã từng đọc một bài báo về Bellingham. Anh là vị cứu về Jude Bellingham, anh là vị cứu tinh của câu lạc bộ Birmingham các bạn. Vì khi mà câu lạc bộ đang thiếu một ngân sách thì anh đã được đưa về Borussia Dortmund với mức giá là 30 triệu euro. Thì cái việc mà bán anh mức giá 30 triệu euro đã giúp cho câu lạc bộ Birmingham duy trì được hoạt động của mình cũng như là tồn tại đến thời điểm hiện tại luôn các bạn. Và hiện tại thì người em của Jude Bellingham cũng vừa được chuyển đến câu lạc bộ Sunderland trong thời gian tới. Và Jude Bellingham được Real Madrid đưa về với mức giá là 103 triệu euro các bạn, một con số khá cao so với các cầu thủ đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng được tính tới thời điểm này nhé các bạn. Ok. Kế đến là Kai Havertz. Đây được mệnh danh là vua phá lưới của Chelsea các bạn. Hiện tại là anh là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong câu lạc bộ Chelsea các bạn, và có vẻ như là anh chọn sai nền văn minh, cho nên là ở nền văn minh sắp tới là anh sẽ được Arsenal đưa về để tăng cường cái khả năng tấn công. Và mức giá mà Arsenal có được anh chính là 70 triệu euro các bạn. Và mình nghĩ là cầu thủ này với những gì đã thể hiện thì mình nghĩ là tăng một chỉ số là hoàn toàn xứng đáng với Kai Havertz các bạn. Mà mình dự đoán là cầu thủ này sẽ được lên thẻ vàng luôn, từ 79 lên 80 nha. Rồi, Kalidou Koulibaly. Cầu thủ này đã chính thức gia nhập Al Hilal sau khi kết thúc hợp đồng với Chelsea các bạn, với mức giá chuyển nhượng là 23 triệu euro, là giảm khá nhiều so với khi Chelsea đưa anh về
khi Chelsea đưa anh về là mức giá của anh là 38 triệu euro nếu mình nhớ không lầm các bạn. Và mình nghĩ là khi mà sang thi đấu cho Anila thì ít nhiều thì chỉ số của cầu thủ này cũng sẽ giảm, cũng như là cái phong độ của anh trong thời gian qua nó cũng không được tốt, và mình dự đoán cầu thủ này sẽ giảm hai chỉ số các bạn. Naby Keita, một tiền vệ phòng ngự của câu lạc bộ Liverpool các bạn, và anh đã được chuyển đến câu lạc bộ Werder Bremen. Mình không biết nhiều về câu lạc bộ này theo dạng chuyển nhượng tự do, và mình nghĩ là cầu thủ này sẽ bị giảm chỉ số các bạn. Kể đến là Konrad Lamar, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ RB Leipzig, và anh đã được ký hợp đồng với câu lạc bộ Bayer theo dạng chuyển nhượng tự do, và mình nghĩ là cầu thủ này trong tương lai có thể sẽ tăng một chỉ số các bạn. Rồi kế đến là Okun Kokku các bạn. Đây, cầu thủ này thì được chuyển từ Feyenoord sang Benfica với mức phí chuyển nhượng là 25 triệu euro, và có khả năng là cầu thủ này cũng sẽ tăng một chỉ số từ 75 lên 76 nha. Jefferson Lema, cầu thủ này thuộc câu lạc bộ Portimao các bạn, và anh được chuyển đến Crystal Palace theo dạng chuyển nhượng tự do, và mình cũng nghĩ là cầu thủ này sẽ tăng được một chỉ số từ 71 lên 72 các bạn. Đây, Alistair, cầu thủ đang thi đấu khá nổi bật trong thời gian qua trong ngoại hạng câu lạc bộ Brighton, và anh đã được Liverpool đưa về với mức giá là 42 triệu euro, và mình nghĩ cầu thủ này trong tương lai có thể sẽ tăng được hai chỉ số từ 76 lên 78 các bạn. Rồi, kế đến đó chính là Mateo Kovacic các bạn. Đây, cầu thủ này thì được Man City đưa về với mức giá là 29,1 triệu bạc các bạn. Và mình thấy là theo mình nhận thấy riêng thì cầu thủ này thi đấu có vẻ không tốt trong thời gian qua trong ngoài áo câu lạc bộ Chelsea các bạn. Anh chỉ có hai đóng góp kiến tạo thôi. Và mình nghĩ là chỉ số cầu thủ này sẽ giảm khi về với Man City, nhưng tuy nhiên là có thể là sau một buổi đấu mà tham gia Man City, cầu thủ này có thể sẽ tăng trở lại nha các bạn. Rồi, thủ thành Edouard Mendy. Đây là một thủ thành của Chelsea. Mùa này Chelsea thanh lý khá nhiều cầu thủ các bạn, và anh đã sang giải Saudi Arabia và gia nhập câu lạc bộ Al Hilal các bạn với mức giá là 18,5 triệu euro. Và mình nghĩ là trong thời gian tới cầu thủ này cũng sẽ giảm một chỉ số, đồng nghĩa với việc là từ 80 xuống còn 79 các bạn. Anh sẽ sang một thẻ xanh luôn các bạn, không còn thẻ vàng nữa. Đây, Lionel Messi các bạn. Lionel Messi thì cũng đã ký kết hợp đồng với câu lạc bộ Inter Miami. Và với theo dạng chuyển nhượng tự do các bạn, anh sẽ trở thành đồng đội của Sergio Busquets. Và mình nghĩ là chỉ số cầu thủ này có thể sẽ giảm xuống chỉ còn có 85 thôi các bạn. Rồi kể đến là Ruben Neves, một cầu thủ của Wolverhampton các bạn, cũng đã gia nhập câu lạc bộ Al Hilal với mức giá là 50 triệu euro. Và mình nghĩ có thể cầu thủ này sẽ giảm đi một chỉ số các bạn. Kể đến là Angolo Kanté, một cầu thủ cũng thuộc Chelsea, anh đã trở lại sau thời gian bị chấn thương, tuy nhiên cũng không được thi đấu nhiều và cũng không có nhiều biểu hiện tốt các bạn. Thì mình nghĩ là không nghĩ kiểu như là sau khi chấn thương trở lại thì anh không thi đấu tốt giống như là ở cái thời kỳ mà đỉnh cao của mình các bạn. Và mình nghĩ là khi mà về Al Hilal thì có thể Al Ittihad các bạn, theo dạng chuyển nhượng tự do thì có thể anh sẽ giảm xuống chỉ còn 80 thôi. Christopher Nkunku, một cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ RB Leipzig. Khá nổi bật các bạn, cầu thủ này mình khá ấn tượng là vì khả năng thi đấu của cầu thủ này. Khỏe, tốc độ này nọ, khả năng dứt điểm cầu thủ này khá tốt nha. Và Chelsea đã đưa anh về sân câu lạc bộ mình với mức giá là 65 triệu euro, và mình nghĩ cầu thủ này trong tương lai có thể sẽ tăng được một chỉ số các bạn. Kế đến là Nicolas Seaworth. Cầu thủ này được chuyển từ Sanbot sang RB Leipzig với mức giá là 20 triệu euro, và mình nghĩ trong tương lai cầu thủ này có thể cũng sẽ tăng một chỉ số các bạn. Rồi, kế đến đó chính là Youri Tielemans, cầu thủ thi đấu khá nổi bật trong màu áo câu lạc bộ Leicester, dù câu lạc bộ đã xuống hạng, tuy nhiên Aston Villa vẫn đưa anh về với câu lạc bộ của mình theo dạng chuyển nhượng tự do, và mình nghĩ cầu thủ này có thể sẽ tăng một chỉ số trong thời gian tới. Và người cuối cùng trong cái danh sách mình muốn đề cập ngày hôm nay chính là Guglielmo Vicario, thủ thành người Ý các bạn.
anh được Tottenham đưa về từ câu lạc bộ Empoli với mức giá là 20 triệu euro, và mình nghĩ là trong tương lai thủ thành này sẽ tăng từ 73 lên 74. Vừa rồi là một cái đánh giá tăng giảm chỉ số của các cầu thủ trong bảng cập nhật sắp tới. Thì hy vọng là mình sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các bạn, cũng như là những cái đề xuất của các bạn về việc các cầu thủ sẽ tăng giảm hoặc có thể biến mất trong bảng cập nhật sắp tới đây. Nếu mà có vấn đề gì sai sót hoặc là mình có cập nhật thiếu thông tin nào đó cho các bạn thì các bạn cứ góp ý với mình sẽ